Kính thưa quý vị bà con thân mến, hôm nay Thắng miền Tây cũng tới chùa Bân Cơ Chon, thì có chú Sơn thì cũng người cũng đại diện ở trong chùa này, am hiểu về chiếc ghe ngò và ngôi chùa này, thì mình xin hỏi chú một chút về cái chiếc ghe ngò này. Xin chào chú Sơn, thì hôm nay thì con lại tới đây cũng cho cô chú anh chị biết thêm là cái ghe ngò mình năm nay là mình sửa những phần nào và khâu tập luyện như thế nào hả chú Sơn? Dạ, ghe ngò này sửa đầu với trang nhạy đuôi, rồi cái quai văng, cái sửa cái này 50% đó. Dạ. Rồi tập luyện nó chắc qua cỡ đồn ta đó. Dạ. Gần gần đồn ta rồi kêu anh em lại tập luyện. Cái này chừng nào mình mới sơn ha chú Duyên, cái mình thấy còn yêu nguyên nè, cái định chừng nào mới sơn lại qua quăng ha. Cái này khoảng cỡ 10 ngày nữa. Dạ. Thợ bên Kiên Giang lại lên qua răng đó. Dạ. Rồi cái khâu chuẩn bị tập luyện của mình năm lễ Ót Bóc năm 2022 này chuẩn bị chừng nào mình mới xuống tập luyện, mới là vận động viên tập luyện được ha chú Duyên? Cái này cỡ 1 tháng nữa. Dạ. Mới kêu anh em lại tập trực. Dạ. Chuẩn bị đua 2022. Dạ, mình năm nay thì các đội ghe cũng chuẩn bị rất là sớm luôn ha chú Sơn. Dạ. Thì năm nay mình có đội hình mình là gồm có mấy vận động viên mỗi chiếc ghe cho cô chú được biết không ạ? Cái này khoảng cỡ 100 á. Dạ, một đội ghe gì là vừa phụ vừa chính luôn là khoảng 100 vận động viên. Dạ. Dạ. Rồi cái dặm rồi bất cứ là mình cũng tranh thủ rồi hết rồi. Hết rồi. Là cái này mình kéo trực tiếp xuống xa xuống chỗ sông mình tập hay là mình tập trên vàng chú? Tập trên vàng. Dạ, tập trên vàng luôn ha. Cái trong chùa mình có một ghe, nếu mà có hai ghe thì tập trên ghe. Dạ. Mình có một ghe thì tập trên vàng. Ngày xưa tới bây giờ cái chiếc ghe mình ra thi đấu tại dòng sông Mataro tại Sóc Trăng nó có được thành tích nào cao chú năm nào chú có không chú? Thì năm tôi không nhớ mà có cái ghe này nó đông trước là ghe này cũng vô hạng 3 hạng gì hết năm. Dạ. Còn như hạng 3. Sau đó là sửa lại đó. Thì hư ghe luôn rồi mới ban quản trị với ông Lục đó, mạnh thường quân trong ngoài nước trong nước đó, đông ghe mới. Dạ. 2020 là chiếc ghe này là đóng 2020 đó phải không chú? Dạ. Rồi bơi được có 1 năm à, rồi Covid năm 2021 đó đâu có được đi tham gia. Dạ. Bị nó bên tỉnh ta không tổ chức đó. Dạ. Bơi được 1 năm mà ghe này ghe mới đó. Dạ, vậy là mới hạ thủy lần đầu tiên cũng bơi được một lần. Và giờ vậy là còn mới là chính khoảng 99%, chỉ có sửa cái mũi ghe một tí thôi. Dạ, cảm ơn. Hôm nay thì con cũng cảm ơn chú cho khán giả biết mình ấp ở đây ấp gì, xã gì không á. Đây là ấp đây Úi Sạp, Phú Mỹ, dạ. Mỹ Tú. Tỉnh Sóc Trăng. Chùa Băng Giòn. Dạ dạ, vậy cảm ơn chú rất nhiều. Thì hôm nay thì rất may để gặp chú ở đây và mình hỏi trò chuyện cùng chú và coi cái những cái kia ngò ngày xưa tới giờ như thế nào, thì nãy giờ cô chú cũng hiểu rồi. Thì sau đó thì mời cô chú anh chị cùng Thắng miền Tây dạo một vòng để xem qua cái ngôi cảnh ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer như thế nào. Dạ, xin chào chú. Đây thì cái sửa có chỉ có một phần mũi thôi quý vị. Đó, một phần mũi này một chút thôi. Chiếc ghe thì cũng hoàn toàn mới là 90%, bởi vì mà mới đóng đầu tiên thì xuống bơi một lần một thôi, thì có qua năm sau thì bắt đầu bệnh dịch thì không có chơi nữa, thì cái này cũng còn mới 99% đó, không có sửa cái gì hết trơn, chỉ có sửa cái mũi một tí thôi. Thì qua văng thì chắc có thể là vài bữa nữa các ông thợ lại đây để sơn qua quăng lên. Hiện tại bây giờ trước mặt quý vị thì chỉ có màu trắng thôi, đó cạo ra hết ha, cạo ra hết rồi, đó thì có một màu trắng thôi, đó thì mình sẽ quay một đoạn này cho quý vị xem. Và nhiều người cũng thắc mắc tại sao Thắng miền Tây đi khắp chùa, sao không tới chùa Bân Cơ Chon, thì hôm nay Thắng tới chùa Bân Cơ Chon để chia sẻ. Và cái này cái con lươn ha, và cái này cũng thay mới.
có nửa đoạn nha. Dạ. Đây là con lươn. Dạ. Mới hết luôn á. Dạ. Cũng có sửa lại một phần nho nhỏ nào đó quý vị. Đó. À, hôm nay thì cũng mình cũng hân hạnh được lại tới đây và hỏi sư như thế nào cái đang xây dựng cái gì thì cụ ơi nạ xua là bụng son ai đúng cụ? Ni cứ slap lại bụng son slap lại. Và hay son chứng là men đi kinh phí nó men khoa men ấy cụ? Hưởng bạch cháy nó khoa mình tích mình tuổi đây cứ tha đang xếp ấy, dân đậu Covid em mình sau ban bạc cọp ca nghe em sau ban phòn phẩm án hay là bất bơ sạch có ban khoa bạch cháy có sáng có du mình tích chẳng có sáng ở ban chắp đầm bây lục bạch sáng nâng cứ ban cho riêng chắp chắp là hát ni những xong xong du đâu cô? Mười khai và mạn khai ban mười khai và hay những dự định là dân xong cỡ mạn khai tiết bàn hơi của mà khai cái lạc tiết hơi và hai lậu nâng nâu khoa kinh phí và hơi du tích đấy và hai ngày nâng mau chụp của ôi đang chứng có mà ở quân đây bà bạn đã cứ dây ta bật bờ sật nâu ngay bờ ban men sật hiến cứ chui ốp bật thom khla làm bay có sáng mình thêm tàu ở chập là ha làm bay bờ sáng ban cho riêng ở chập là ha bà ở quân chợ cũ chọn phô xong chấm ơn phô dây ta bà. Đây nãy thì giờ sư cũng trình bày là xong cái cũng như trường học ba lê thì cũng xây dựng cũng hơn một tháng rồi, hiện tại giờ cũng đang xây dựng nhưng còn thiếu kinh phí thì sư cũng mong Phật tử gần xa có ai có lòng hảo tâm để giúp đỡ nhà chùa để sớm xây dựng cái ngôi học tiếng Bali này cho hoàn thành sớm nhất thì mong các Phật tử gần xa thấy cái clip của Thắng Miền Tây đưa lên thì có ai muốn giúp đỡ chùa thì Thắng có liên hệ với Thắng Miền Tây có để số điện thoại phía bên dưới để cho cô chú anh chị biết và liên hệ và Thắng Miền Tây sẽ sẵn sàng đem cái những phần cô chú đã giúp đỡ nhà chùa cúng dường nhà chùa thì Thắng đem lại tới đây và tiếp tục quay phim lên để cho cô chú được biết thì hôm nay thì mời quý chị cùng Thắng Miền Tây đi dạo một vòng không cảnh chùa nơi đây nè. Đây thì toàn cảnh chùa Bần Giòn. Đây quý vị. Thì mời quý vị cùng xem một vòng ha, một vòng chùa các. Đó. Thì mời quý vị cùng Thắng Miền Tây đi xem một vòng chùa ha. Thì cũng mình cũng vô đây rất nhiều lần. Đó. Thì do dắt chưa cũng mấy chú thợ nghỉ chưa. Đó thì đây thì ngôi chùa này cũng nhờ con sóc bổn sóc nơi đây và các Phật tử ở đây đóng góp mới hình thành lên cái ngôi chùa như thế này chứ ngoài ra còn cũng không có sư cũng nói là không rồi ngày xưa tới giờ cũng không có ở phía như sư xa sư gì lại để giúp đỡ đó thì quý vị cũng mong rằng cái clip này thì cô chú anh chị em cũng thấy được và cùng hưởng phước chung với nhà chùa một phần nào hai phần đó thì Thắng Miền Tây sẽ đi quay hết toàn cảnh ở đây cho quý vị xem đó thì nãy giờ cũng có mấy chú cũng chia sẻ rất là nhiệt tình và sư cũng cũng tha thiết cũng như là quý Phật tử gần xa có lòng hảo tâm để giúp nhà chùa để sớm nhất cái ngôi chỗ học chữ Ba Lê đó để cho các sư khác vô đây để học đó quý vị. Đây thì nhiều anh em thắc mắc thì tại sao mà Thắng Miền Tây không có vô chùa Bần Giòn này thì hôm nay Thắng Miền Tây cũng theo yêu cầu của quý vị và các bạn thì cũng lại tới chùa Bần Giòn để review một vòng cho quý vị xem trước mắt quý vị đó là ngôi chánh điện đó ngôi chánh điện ha mình nghĩ bữa nay cũng sư đang làm cái tượng Phật đó, đang sơn cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị ngồi dưới cội Bồ Đề đang ngồi dưới cội Bồ Đề rất đẹp luôn
tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Sư đang sơn hả sư? Dạ. Làm rồi sửa lại. Dạ, làm rồi sửa lại hả sư? Sơn lại cho màu. Dạ. Mặc đồi áo khác. Dạ. Đẹp hơn nữa. Dạ, cái này màu vàng rất đẹp hả sư? Ừ, này tự làm á. Dạ, nhà chùa mình tự làm luôn hả sư? Sư tự làm. Dạ. Hả? Dạ. Sư cũng cũng nhân sức tiền túi mình để làm cái tượng Phật này. Dạ. Gom góp bà con á. Ờ, gom góp bà con á. Mình bỏ sức, bỏ ý tưởng mình ra. Dạ. Sáng tạo. Dạ, sáng tạo để làm cái tượng Phật ngồi dưới cội Bồ Đề như thế này ha. Rất là quý. Dạ, mô Phật. Ai với Đạo Phật. Dạ. Chú. Này, sư con. Sư con, sư này sơn dữ lắm á. Dạ. Sư cũng tiếp sơn ha. Ừ. Dạ. Đó, rất đẹp luôn quý vị. Sư tự ra ý tưởng và sư làm bức tượng. Đó, rất là hay. Đó. Thôi mời quý vị cùng thắng miền Tây lên chánh điện một vòng ha. Để xem coi ngôi chùa như thế nào và kiến trúc hoa văn của Phật giáo Nam Tông Khmer như thế nào. Thì thắng miền Tây chia sẻ tới mỗi các chùa và mỗi kiến trúc nó đều khác nhau hết quý vị. Đó. Rất là đẹp. Đó, khung cảnh rất là đẹp. Đó, ở đây thì cũng có ngôi bảo tháp để đựng hài cốt những người quá cố. Đó, gia đình của anh ta. Đó, dòng họ của anh ta đó quý vị. Đó. Đâu đâu cũng thấy Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó thì chùa Phật giáo Nam Tông thường thường thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Quý vị, rất là đẹp ha. Rất là trang nghiêm, thanh tịnh. Đây thì mời quý vị cùng thắng miền Tây lên một vòng ngôi chánh điện ha. Rồi sẽ mình kết thúc video tại đây. Đây quý vị. Đây thì xung quanh ngôi chánh điện đây. Đó. Mình không có lên chơi mà mình đứng ở dưới để view một vòng cho quý vị xem. Ở sau này cũng đồng thời cũng có một cái hồ sen. Đây quý vị, một cái hồ sen rất là đẹp, rất là nổi bật. Đó. Chắc chưa, nó hơi mệt quý vị ạ. Thật sự nó nắng quá gắt luôn. Cũng dẫn chia sẻ hình ảnh hay lên để cho cô chú anh chị xa quê hương, xa xứ sở của mình thì cũng được xem và hiểu thêm cái ngôi chùa của mình sửa sang tới đâu rồi và làm những hạng mục nào mới, thì cho quý vị cũng đỡ một phần nào nhớ quê hương mình. Thì mong quý vị xem trên Vlog Thắng Miền Tây, nhớ xem và đăng ký và ủng hộ cho nhiều người cùng xem để cho Thắng Miền Tây có thêm động lực để làm video ra mắt quý vị hay hơn, tốt hơn nữa. Đây, toàn cảnh ở đây. Đó. Và công viên chùa nãy giờ mình cũng chia sẻ tới tận tường cho quý vị xem hết rồi. Đây cũng có một khúc này thôi. Đó, cũng hết rồi. Này quý vị, đó, công viên chùa chỉ có bao nhiêu thôi. Ở đây cũng nhiều cái bóng cây xanh. Đó, cây bàn. Cái này cây bàn. À quý vị. Ở đây đồng thời cũng ở trước nãy mình qua cũng có thấy mới làm cái cầu mới. Đó, mới làm cái cầu mới đó quý vị. Đây cũng lối lên chánh điện thì có hai bên đều có Phật Thích Ca ngồi hai bên ha quý vị. Đó, bên này một ông đứng, bên này một bên ngồi. Đó. Thôi Thắng Miền Tây cũng chia sẻ tới đây, cũng xin tạm dừng video. Chúc cả nhà xem vlog Thắng Miền Tây cũng nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Luôn luôn cũng gặp nhiều may mắn trong công việc. Xin chào mọi người. Hẹn video tiếp theo của mình. Xin chào mọi người. Đồng thời ở chùa này cũng ở ngoài, phía bên ngoài cũng có xây cái hàng rào, đang xây hàng một hàng rào và đang đắp hoa văn nổi. Thì cũng đây thì rất là đẹp theo quý vị. Đó thì đang xây hàng rào và xây cái ngôi chỗ sư học hành. Đó thì đắp, đều đắp hoa văn nổi luôn theo quý vị.
đây là điều rất ra dân hỏi không. Đây là quên nữa, mình giới thiệu ở đây cho quý vị xem, đó là nơi tập luyện ghe ngò của các đồng vận động viên chùa Bần Chon này. Đấy, cũng làm bằng cái cây thôi, cũng không có chắc chắn gì cho lắm, cũng mục nát hết rồi quý vị. Đó, đây cũng mục nát hết rồi, chính là tập nơi đây luôn. Đó, đồng thời ở đây cũng có xây cái hàng rào, đang xây hạng mục hàng rào phải quý vị. Đây chú đang trộn hồ đó để dán mấy cái hoa văn này nè quý vị. Cái này là mình đắp rồi mình sơn lại hả chú? Đắp rồi sơn lại. À. Dán hoa văn rồi sơn lại sửa lại. Cái này gần rồi chứ hả chú? Gần rồi chừng vài bữa nữa rồi. Dạ vài bữa nữa rồi, chỉ còn sơn nữa là xong ha. Rồi sơn dạ. Xong rồi. Đây chú cũng đã trộn hồ để đắp những cái hoa văn này nè quý vị. Đó hoa văn nổi này nè. Đó. Thì ở đây cũng là ấp Đai Ngội xã Mỹ Tú. Ở đúng rồi, ấp Đai Ngội xã Mỹ Tú phải không? Xã Phú Mỹ. Ở xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đắp đây đây úi. Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Ở thắng miền Tây ưa quên hoài quý vị. Đó là đây cũng ở bên bển cũng mới làm cây cầu mới. Ở đây thì cây cầu ta bắt tạm bờ qua sông thôi quý vị. Đó cây cầu gỗ bắt tạm bờ qua sông thôi. Đó. Ở trước mặt quý vị thì người ta đang làm cây cầu mới. Cây cầu đúc kiên cố hơn. Đó để dễ thuận tiện các Phật tử qua chùa rồi đó quý vị. Đó, ở đây thì cây cầu cũ thôi. Đó. Bắt tạm bờ thôi.